Cuộc tranh luận nó nảy ra quyết liệt ở từng phân khúc trên toàn thế giới trong hoạt động kinh doanh. Và trong hoạt động kinh doanh nó có hai cái trò chơi đâu. Một trò chơi hướng nội, âm thầm hầu người ta ắt sẽ có thành quả. Một cái nữa là không cần hầu, tập trung vào nghệ thuật dẻo mỏ và xúc tiến ăn. Đấy. Nhưng mà lời khuyên thì nó cho thấy là những kẻ đúc tượng và những công ty 150 năm, 200 năm ngày nay đều là những công ty làm cả hai các bạn ạ. Nhé. Bây giờ nếu theo quan điểm bán hàng thì cái thằng bán hàng ấy nó khởi đầu là từ nhà máy của nó, cho nên tao sẽ bắt đầu làm ra sản phẩm các bạn ạ. Cho nên khởi đầu bắt đầu nó làm từ cái nó có. Các bạn xem chương trình đào tạo đó buồn cười lắm, nó vô trách nhiệm đến cùng cực. Hôm nay dạy mô hình xong tí nữa, ngày mai dạy tài chính, sau ngày mốt là dạy marketing, sau ngày năm là dạy nhân sự. Nó dạy cái nó có chứ nó không dạy cái người ta cần. Chắc chắn điểm khởi đầu nó là nó có cái gì thì nó bán cái đó, thế ông đừng dạy sản phẩm nữa. Yếu tố số 2, nó tập trung vào cái gì? Nó không tập trung vào 4 thành tố của marketing đâu, mà nó tập trung vào sản phẩm đang có. Cho nên nó mới nói với bạn, mày cứ đưa hàng cho tao, cái này tao bán được. Và nó chỉ tập trung cái hàng nó đang có để tí nó dụ làm sao bán được, chứ nó không hề quan tâm tới chất lượng, nhu cầu, giá, tiện lợi. Nó tin vào khả năng dẻo mỏ của nó. Và tí nữa cái tin ấy nó có lý của nó đấy các bạn ạ. Rất tiếc càng lúc thì quan điểm bán hàng càng thấp lại. Nhưng với nước kém phát triển như Việt Nam vẫn ăn. Cái thứ ba là phương tiện. Thế thì phương tiện của nó chỉ có một phương tiện thôi, là bán và xúc tiến. Xúc tiến được hiểu là khuyến mại. Nó nhiều yếu tố lắm, nhưng thôi để các bạn hiểu cho nhanh. Mày tao cứ bán, sao tao đẩy nhà mày khuyến mại và các con rời thấy rẻ là đớp tất. Thầy với cả ba cái thằng giáo sư biết cái từ người Việt khán. Tao cứ khuyến mãi với cả mày. Tao dẻo mỏ là tao bán được hết. Bằng chứng là chính các bạn đang làm. Yếu tố cuối cùng, kết thúc cuối cùng nó muốn thế này này. Lợi nhuận thông qua số lượng bán các bạn ạ. Số lượng bán được. Tất cả cả công ty nó tập trung vào cái số lượng bán. Công cụ là lừa đảo, tức là bán và xúc. Các anh chị ạ, hàng hóa là sản phẩm, là chương thầy đang giảng, là hàng không thống ai. Thầy đừng có to mồm, thầy là thằng lý thuyết suông. Lớp học của em, một thằng lớp 7 nó đang bán hàng ở trên kia, đi dạy như thánh, mà công đây đấu mượt. Chính sách vĩ mô phải là thế này. Vào lớp thầy Dương ăn cắp được mấy câu giảng như thật. Tôi tiếc từng dám nói tên. Nguyên cái lớp này nó đẻ ra phải đến hơn 10 thằng diễn giả, mà đi nói linh tinh mang hết cả tiếng thôi. Các chị ạ, một thằng lớp 12. Các chị ạ, nhưng tệ nhất là thằng lớp 7. Các chị ạ, nó bán một cái sản phẩm giảng dạy ngu như chó, nhưng ăn mặc xúc tiến khuyến mãi đến mức là giảng 10 buổi không lấy tiền. Và cuối cùng thì đến lớp thứ N, các con rời đóng một tí tiền vì có đà rồi, và lấy lợi nhuận qua khả năng lừa đảo của mình. Đấy. Vậy cái con đàn bà theo quan điểm bán hàng, nó sẽ lấy chồng bằng đúng thế này. Nó không rèn luyện, nó không học hành, nó không vì người khác một cái gì cả. Nó chỉ lấy cái hiện có mất dạy của nó thôi. Nó lấy nguyên cái tài sản từ nhà máy, tức là từ thằng bố con mẹ nó đẻ ra thôi.
xong nó dùng tất cả những cái gì liên quan tới mỏ, cái mỏ nó dẻo quẹo, xong nó đi nó xúc tiến thương mại bằng cách khuyến mãi, anh thích gì chiều luôn tại chỗ luôn, lợi nhuận làm sao đớp được lớp trưởng lớp mình, thế thôi. Thế thầy dạy sản phẩm làm gì? Sản phẩm của em những cái thầy dạy làm cái gì? Được thì là bán cho thầy coi. Thầy thằng Lý Tiết Xuông. Thôi, dạy. Thực tế là vậy. Các bạn ạ. À, thực tế 10 con đàn bà có bao nhiêu con theo quan điểm bán hàng? Tôi biết hết. Vấn đề là đấy là chuyện của họ. Nhưng chuyện của tôi là tôi có quyền khinh hay là tôn trọng là quyền tôi. Nhưng chắc chắn tôi không cho họ qua mặt tôi. Thế mà nó lấy được thằng chồng ngon lắm nha. Sau đó thằng chồng biết bị lừa. Bị lừa xong búng đi trải nghiệm xong rồi thì sau đến nó đã trải nghiệm nó bỏ luôn. Nhưng rất khốn nạn cho đứa con. Tội kinh lắm các bạn ạ. Nhưng cuối cùng nó vẫn có chồng. Ê, sao nó đi lừa thằng khác. Ê, nó lừa hết cả lớp luôn. Úi dồi, thằng nào cũng thế mà cuối cùng nó vẫn không xuống đao, bởi vì cái thằng mà lừa chưa xứng đáng cho nên nó vẫn chưa xuống. Lừa 30 giây các con giờ chết hết. Ui hay. Nếu theo quan điểm marketing, bố mày khởi đầu bằng sự hầu hạ mày. Hầu hạ là công cụ để bố mày thu hoạch lúa, giống tốt, chăm sóc lúa, nhặt sâu cho lúa. Còn khâu bán hàng là đi gặt lúa. Còn cái thằng quan điểm bán ấy, nó chỉ đi gặt, ném hạt tóc xuống, ngủ. Mày lến lên lúa có bông hay không có bông, lúa đều hay lúa không quan tâm. Nhưng nó rất quan tâm đến khâu bán. Bắt đầu nó lượng cái lúa đều của xong nó bán được hết. Còn cái quan điểm của marketing ấy, là nó đen nó giống là coi chừng. Nước phân cần giống, sau đó là suốt đợt bắt sâu nhổ cỏ. Đến khâu cuối cùng là nó bán. Nó bán là nó giúp người ta mua cái tốt. Anh yên tâm đi. Anh hơi băn khoăn, em sẽ bắt anh phải mua vì đây là sản phẩm tốt. Thì quan điểm marketing là quan điểm nó dùng cái bộ công cụ để cho lúa nó sai. Còn công cụ bán hàng là lúa ai sai không sai, tao không quan tâm, tao chỉ quan tâm tới thế là tao lừa được mày. Bạn lưu ý, cả hai cái đều ăn nhé. Bạn đừng to mồm. Tùy bạn thôi. Nhưng quan điểm của thế giới hiện đại nó không cho phép bạn chọn quan điểm bán hàng đâu. Nhưng mà cái vùng thị trường ngách với vùng đi sau với vùng thách thức nó vẫn dùng bình thường các bạn ạ. Đấy. Và trong thực tế thì con đàn bà nó vẫn dùng hai cách. Mà người Việt Nam thì dùng cách hai nhiều lắm. Tìm một em marketing không thấy toàn thấy em bán hàng đâu. Và khôn ngoan nhất có cả hai. Đấy. Bán hàng không phải là xấu, vì giúp người ta ra một quyết định mà cái hàng để mua một cái hàng rất tốt khi mình đang có. Cho nên bán hàng là một quá trình tăng thêm giá trị cho khách. Giá trị này là giá trị ra được một quyết định mua một cái hàng suýt nữa mình định không mua. Hay không? Thì thế mới gọi là kinh doanh. Quan điểm marketing. Quan điểm marketing là cái thằng kinh doanh ấy. Hai thằng đều kiếm lợi nhuận. Nhưng quan điểm thằng marketing là điểm khởi đầu của nó không lấy từ nhà máy, nó lấy từ thị trường. Cái khe hở thị trường mày muốn cái gì thì cái nhà máy này nó bỏ một cái tiền khổng lồ để nó đi tìm anh muốn gì, tức là tìm khe hở. Còn cái thằng quan điểm bán không cần khe hở. Tao sẽ bán cho cái thằng không hề muốn mua mà phải mua cho mày coi. Vì tao sẽ lừa nó. Bây giờ thứ hai là tập trung. Từ thị trường thì tất cả năng lực của nó không tập trung vào sản phẩm mà nó tập trung vào nhu cầu của khách hàng. Các bạn chú ý, nhu cầu khách hàng thì ngoài sản phẩm còn yếu tố cảm xúc. Đó là khách nó muốn được chữ tôi, tao quyết định. Khách nó muốn được khen, khách nó muốn được đúng giờ, khách nó muốn được đúng cam kết, khách nó muốn tao tin mày một tí.
thì cái lũ mà nó theo quan điểm marketing ấy, nó tập trung mọi nỗ lực thỏa mãn nhu cầu của khách thế này. Từ thị trường thì nó tìm ra được cái phân khúc, trong phân khúc thì bắt đầu nó tìm đến cái nhu cầu. Về phương tiện để thực hiện ấy, cái gì à? Là nó dùng các công cụ marketing. Người ta gọi đây là marketing tích hợp. Người ta gọi là marketing mix, marketing tích hợp. Đó là vừa sản phẩm, vừa kênh, vừa giá, vừa truyền thông. Anh bảo cái gì em về em điều chỉnh luôn. Các bạn ạ. Tức là marketing tích hợp, tức là nó hầu khách đúng theo cái mà nó phát hiện ra. Thì đấy là phương tiện để tí nữa nó đòi lại cái lợi nhuận từ anh, vì tôi đã cung cấp giá trị cho anh. Còn ở đây là công cụ dẻo mỏ và đánh vào cái yếu của khách. Mỏ dẻo và cho mày thấy có lợi, lợi bằng xúc tiến, bằng khuyến mại. Kết thúc bạn hàng. Kết thúc của nó là cái gì à? Tìm kiếm lợi nhuận thông qua, ở đây là nó lừa được bao nhiêu là nó ăn bấy nhiêu. Tất cả chỉ tập trung vào lượng bán. Bán là kết thúc, bán là số 1. Còn đây là lợi nhuận, nhưng thông qua phục vụ khách. Tức là thông qua cung cấp giá trị cho họ. Một cái là ăn ngắn, một cái ăn dài. Ăn ngắn hay ăn dài, bố mày không cần biết. Bố mày chỉ biết bố mày ăn. Cho nên tôi đề nghị ông Dương, ông đừng cao đạo nhé. Ông có lợi nhuận, tôi không có lợi nhuận. Nhưng ông có lợi nhuận, tôi thấy ông vất vả bố. Tôi có lợi nhuận chỉ bằng 3 tấc nước bọt. Người ta bảo, thì tùy anh thôi. Vì kết thúc cuộc chơi, tôi có ngã ngựa. Người ta đến người ta đỡ thôi. Tôi xây nhà, người ta cho tiền tôi. Các bạn à, tôi cần cái gì, người ta đỡ thôi. Còn bạn chưa cần, nó nhấc bạn đi tù, tùy bạn thôi. Thế thì bạn theo quan điểm nào thôi, tùy bạn, đúng không? Trường Doanh Nhân PR.